Xin chào các bạn nha, đến với video tiếp theo của mình thì ngày hôm nay đúng vào một buổi chủ nhật mình đi lượm ve chai kiếm chút đồng tiền bạc lẻ để về bán. Vào thường một buổi chủ nhật nào thì mình cũng hay đi lao lượm ve chai, bởi vì khi mà con nước đây nè, con nước đây bắt đầu nó cạn ra thì ve chai nó sẽ trôi ra biển, bắt đầu thủy chiều lớn lên thì nó trôi tấp vào bờ. Bây giờ nói chung mình làm video lý do mình chưa la clip hay chậm la clip cho bạn xem á là vì bây giờ mình đang gặp rất là nhiều khó khăn luôn á, bởi vì điện thoại á thì lại thiếu dung lượng, không đủ dung lượng để sản xuất ra một cái video dài cho các bạn xem. Máy quay thì quay bây giờ lại sợ rung, thật sự cũng đang rất là buồn, nhưng mà cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng mình, ủng hộ mình. Đối với mình khác những YouTuber khác, mình chỉ cần vài ba chục lượt xem hay thậm chí là vài ba trăm lượt xem là mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Ok, các bạn cùng theo mình cuộc hành trình đi lượm ve chai. Lúc trước thì mình cũng hay đi lượm ve chai rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ thì mình cũng đã giảm đi bớt rồi, bởi vì ở những người miền quê ở những chỗ khác cũng hay tới chỗ dân mình để đi lượm, nên mình cũng giảm bớt lượm một phần, bởi vì sống của mình không phải dựa vào ve chai, nhưng mà để bảo vệ môi trường thêm sạch đẹp cũng như dùng biển thơm mát đi thì mình bắt buộc phải đi lượm ve chai kiếm một số tiền nho nhỏ, đi liều mạng đi chứ không thôi kệ đi. Bắt đầu một cuộc hành trình đi lượm ve chai mà mang sandal thì nó cũng kỳ. Một video này nó đơn giản mộc mạc nhưng hy vọng nó sẽ có nhiều điều thú vị đến cho tất cả các bạn xem cho nó hài lòng vui vẻ một chút. Đây là một lo kiếm vài đồng ăn bánh cũng được, không cần phải nhiều. Dép ở ngoài đây rất nhiều nha, nhưng mà toàn là hư lắm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì vật dép đây nó rất là nhẹ, khi nước biển, khi dòng nước bắt đầu chảy ra thì thủy chiều trôi vô thì nó sẽ tấp vào bờ. Mình thì cũng thường hay lao vào đây để sắm dép, bạn nào mà có nhu cầu thì comment bên dưới, mình sẽ tuyển chọn một hai đôi mình gửi cho tất cả mọi người luôn. Ok, không có chuyện gì hết. Dù biết đây là một cái nghề rất là khó khăn nhưng mà nó đem lại nguồn thu nhập cho mình, với lại một đồng tiền chân chính nơi mình quyết định đi lượm. Nhưng mà để có một cái clip vất vả khó khăn thì mình sẽ làm cho các bạn xem thôi, chứ đây là rất là nhiều người bây giờ đang rất là lụm rồi, nên mình không có muốn chen vào cuộc sống của họ. Ok, và mình sẽ tập trung hơn thôi. Một công việc khó khăn cực nhọc nhưng nó cũng là một niềm vui, bởi vì khi mà các bạn trải nghiệm nó, các bạn thích thú nó thì đối với các bạn, đối với mình, riêng mình thì cảm thấy nó cũng vui vẻ. Khi là các bạn trải nghiệm, các bạn sẽ hiểu. Một công việc tuy rằng nó có chút khó khăn cực nhọc, nhưng ví dụ như bấp bênh nhưng mà cũng kiếm vài đồng bạc lẻ để thu nhập được. Hôm nay thì nói chung quay chai thì nó cạn kiệt, do hôm qua thì rất là có nhiều người lụm rồi. Hôm nay mình muốn làm một cái clip đơn giản thôi. Cho chồng này có tiền không nha nè, tôi nghi lắm á. Một chiếc cặp còn lớp 9 lớp 10 bóp nó sập nè, vỏ không nè các bạn. Thôi thua, không có. Để có một cái clip, mình thì làm một cái video luôn làm về đơn giản, về một cuộc sống giản dị bình thường. Nhưng mà quá trình tạo ra một video của mình không phải là đơn giản đâu các bạn, còn
biết đỏ bỏ biết bao nhiêu công sức. Bây giờ thì mình rất là cũng là đang rất là buồn, không biết dùng một tiền đâu mà để mình mua thêm một hai cái điện thoại để mình tiếp tục cuộc hành trình, hay là một cái máy quay để quay cho các bạn xem luôn. Thật sự nếu mà tạo ra một video mà nó không hay, thú vị, nó không đặc sắc thì không còn gì mà ấn tượng. Mục đích mình làm video cho dù ít lượt xem, nhưng mà khi mà các bạn xem video của mình, lúc nào các bạn buồn các bạn vẫn có thể tiếp tục xem. Đó là lý do mà mình làm YouTube, nên mình khác những YouTuber khác là vậy. Không có luôn, vẫn không thu nhập được. Nếu mà có một cơ hội lãnh lỗi vào một video sắp tới, các bạn ủng hộ mình comment ở dưới thì mình sẽ dọn rác đây và đốt sạch nó. Video ngày hôm nay thì mình đi lượm ve chai thôi, nói về cuộc sống cực nhọc của những người đi lượm ve chai, cho các bạn thấy được lượm ve chai nó cực khổ và khó khăn như thế nào. Bay mùi mắm tôm quá, bay mùi mắm tôm á, không được không được. Sao hôm nay thất thù ghê, thất thù quá nha, chán quá, chán quá. Hành trình tưởng dòng như rất là nhiều quỷ trai, tưởng là rất là được nhiều, nhưng ngày hôm nay mình đi làm một ngày. Mà đây cũng không phải là công việc của mình nên mình cũng không sao. Ok. Dép rất là bao la luôn. Không phải đơn giản. Hy vọng để có một đồng ba bạc lẻ trong một cái túi của người khác, nhưng mà cũng thật là xui, may mắn không đến với mình. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục lượm thôi. Mình đi lượm ve chai nên mặc những bộ đồ đơn sơ và đi chân không luôn cho nó chắc anh em ơi. Mở cho bạn xem nè, một chiếc cặp nữa nè, các bạn sẽ tới xem. Không biết cái đây là, tôi không biết, tôi chỉ móc lại cho bạn xem thôi nha. Tiếp tục cuộc hành trình đang khó, có những thứ khó khăn đang đến kìa. Vào gì nè bạn, vào gì nè. Cốc xe bỏ rồi. Xe bắt lớn vậy. Đây là xe cửa. Thế chết bạn ơi, thế chết, túi lắm, túi nè, ngồi xem sao. Phải, cái gì đây, một con tim. Bây giờ tôi không biết, tôi có phải đang làm mơ hay không, các bạn cho tôi 3 giây để suy nghĩ. Tôi không phải là mơ, đây là tiền thiệt. Em
đếm 1 này, 1, 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 11 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 16 triệu, 18 triệu, 20 triệu, 22 triệu, 26 triệu, 27 triệu, cho 28 triệu đi. Cũng nhiều, cũng số tiền lớn các bạn. Có chờ bạn chút nha. Bây giờ tôi muốn nói các bạn một điều. Nếu mà các bạn làm được tiền, các bạn sẽ làm gì? Tôi cho các bạn 6 giây để suy nghĩ. Bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ. 6 giây cho các bạn để suy nghĩ. Đối với tôi nha, tạm thời nhét túi. Tôi sẽ tạm thời nhét túi thôi nha. Và tôi bye bye các bạn, tôi chuồn đây. Cảm ơn anh ấy nha. Tôi bye bye các bạn nha.